Vâng, tiếp tục theo yêu cầu của Bắp Thắng thì video này em xin phép được test chiếc lọc xì Victor CA50 cho bác. Bác đã tin tưởng bên em và đặt 500.000 bên em. Và đây là em xin phép được quay cái diện mạo mặt đằng trước sản phẩm cho bác cùng anh em, toàn thể quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng độ đẹp của nó. Trắng muốt luôn. Các cái nút xoáy của nó, còn cái độ xía của nó này, theo ánh sáng này. Quay rất chi là tỉ mỉ và kỹ nhá. Rác của nó đây còn mới đét này. Cần gạt trơn tru luôn. Em đã tra dầu mỡ đầy đủ rồi, nên các cái cần gạt này của nó gạt rất nhẹ nhàng và tình cảm. Sườn sắc di vàng đây. Anh Thắng có giá là 4.500.000. Và một con lọc này thì em cũng đã công bố rồi, giá cước của nó sẽ rơi khoảng tầm từ 60-70.000 tiền cước của con lọc này. Nếu ở xa quá thì anh cùng lắm đến 80.000 thôi. Đấy, độ zin của bên trong thì các bác nhìn thấy chưa, nguyên bản 100% này. Cái cọc của nó này, cái rắc của nó. Ba cái cầu chì của nó nguyên bản luôn. Và đây là mặt hậu đằng sau của sản phẩm. Tín hiệu vào là cổng input, tín hiệu ra là cổng output. Ngoài ra có thể vào play và Z là cổng ra. Số seri của con này là 958 đuôi cuối. Sử dụng 17V điện. Điện 100V và công suất của nó tiêu thụ nó là 17W. Rất nét, đúng không? Không chê trách được một điểm gì cả. Quá đẹp. Rồi, và anh em cùng nghe đoạn test này. Thích giải gì nó lên hết rồi đấy luôn. Khi anh em mình tắt nguồn đi thì tiếng của nó sẽ bị nghẹt như này. Đấy, còn nếu mình tắt quai đi thì nó sẽ thông thẳng luôn. Đấy. Rồi, và sau đây là em xin phép được đóng gói cho bác.